Rồi, xin chào các bác. Thì đây là con LG V35 của em nhé. Thì con này đã có tuổi đời rất là lâu rồi, phải tầm 2-3 năm rồi. Em cũng dùng nó được khoảng 2-3 năm rồi. Thì hôm nay em sẽ test cái khả năng chơi game của nó, đặc biệt cái game Liên Quân ấy. Tại vì anh em dạo này LG toàn thấy than thở về cái game Liên Quân là bị tụt FPS thôi. Thế nên sẽ test nó xem thế nào và pin sau 2 năm thì nó sẽ như thế nào. Đây, ví dụ pin của nó bây giờ đang là 30% nhé, 30%. Mình sẽ test lên chơi một trận Liên Quân như thế nào. Rồi, vào Liên Quân đây nhá, mình cho xem, các bác sẽ xem cái cài đặt của nó như thế nào. Đây, đây cài đặt chung này, FPS đang để cao nhé. Đây, xuống dưới này, tất cả những cái độ phân giải, chất lượng hình ảnh, chất lượng chi tiết rồi các thứ em đều để mắc hết rồi nhé, mắc hết luôn đó. Điều khiển này, mấy cái này chắc không liên quan đó. Sao diện các thứ này, rồi, quan tâm cái FPS thôi. Đây, à quên, cái kiểm tra mạng, xem mạng nó thế nào. Rồi, mạng tốt nhé. Rồi, mình sẽ chơi một ván xem nó như nào. Tôi hỏi sẵn sàng đi. Chả cần biết là ai thì sẵn sàng nhé, sẵn sàng tiếp. Chọn tướng, mình chơi cái thằng nữ bố đi. Ok, thì cái trò Liên Quân này em cũng không biết chơi đâu, tại vì em cũng không khoái cách chơi của trò này mấy. Và chẳng qua là các bác hay than thở với cái game này thì em chơi để biết thôi, chơi cho bác biết xem là cái LG nó chơi được như thế nào thôi. Để mắc hết nhé. Cái thời tiết hôm nay nó cũng cũng không không có nóng cho lắm, tầm khoảng 30 độ thôi. Mới vào thì rờ cái mặt lưng cũng chưa thấy có nóng gì cả. Ở đây tôi có bút mình chứ. Rồi, các bác có thể thấy cái FPS đang ở 58 kìa, 59 kìa. Đây, mình sẽ đi ở mé này. Đó, các bác vẫn thấy rồi. Rồi, em chơi cái trò rớt ở gà nên các bác thông cảm nhé, chơi cho các bác biết thôi. Chạy ra đi. Ông kia cứ chạy lại đấy, về đi. Đó, các bác thấy cái FPS nó vẫn đang ở 5960 á, nó khá là ngon. Nó chạy mất rồi. Bật cả loa này chứ, quên chưa bật loa. À, bật cả loa rồi đấy. Might is the only truth. Ra cái trò này mình chơi rất là gà, mình chả biết chơi. Cái mẹ cái đánh đi. Nó chết được hai thằng, quên mình ở đây thôi. Không về được. Về thôi, không chết. Đó, các bạn thấy cái FPS nó vẫn không bị tụt nhé. Mình sẽ chơi hết trận này. Cái trò này nó để đánh xong một trận nó rất là lâu, tầm khoảng
12, 13, 12 đến 18 phút một trận nên mình cũng không khoái lắm. Nhiều khi không có thời gian để chơi. Ô chết à. Ông kia ông cứ cứ xưng phạt trụ đó thôi. Đúng đấy. Cái trò này mình chơi khá là gà, phải nói là rất là gà, các bác không cần. À, các bác đấy để cái FPS em thấy không không vấn đề gì. À, quên, mình đang biến về mà. Lên công gâu 245. Bên nào đánh hết thế? Chờ một tí, đã hết 4 phút rồi, 4 phút rồi. Bệnh lên các bạn. Choáng choáng rồi. Về thôi. Họ sẽ dám lên đánh mình. Chưa đánh trụ nó à? Trụ nó đi. Một chỗ đó rồi, đấy thôi. LG nhà mình thì các vị mua LG về chơi game thì em thấy cũng không ổn cho lắm đâu. Tại vì nó có vẻ nó có chút chết đâu. Nó tôi yêu game không tốt đâu, nhưng các bác mà mua LG để chơi game về thì không không hãy cân nhắc nhé. LG thì mạnh về nghe nhạc, chụp ảnh, màn hình. Đó, nhưng mà cái con V35 này em dùng gần 2 năm rồi, đấy nó khá ổn.
nó cũng vỡ nát bét rồi, nhưng mà con này thì không bán. Con này có bao giờ nó không dùng được nữa thì vẫn để đấy thôi. 8 phút rồi. Đây là hai đứa. Về thôi, về thôi. Đó, các bác thấy cái FPS nó vẫn không không bị bị tuột đâu. 59 60 là có ổn rồi. Chậm rồi. Hay dùng nhiều thằng thế. Có đồng đội cứu. Nó có nào ở trong đấy? Xong rồi đánh nó phát cho nó. Về thôi, về thôi, chết. Không kịp vào, không kịp về đâu. Chết các bạn. Về không kịp. Đây gọi là chơi ngu đấy mà. Chơi ngu lấy tiếng đấy mà. Ô, đội mình cũng khỏe phết, hay giết được 28, 28, 8 này nè. Rồi. Cho bác xem lại cái nhé. À, hiện tại em đang chơi với cái 4G nhé. 4G. Thôi xin rồi. Em chào các bác xem. Hình như chết rồi. Rồi mình sẽ để đây. Và cho các bác xem hiện tại đang chơi bằng cái 4G của cái con này nhá. Bây giờ mình sẽ chuyển cái này sang 3G xem nó bị tụt FPS không nhá. Rồi. Quên đấy, hôm nay không không cái đạt rồi, kệ công kia mấy cái đánh đi. Đây mình sẽ chuyển sang thành 3G, 3G Oni nhé. Đó, xem cái tốc độ FPS nó có bị tụt không. Đó, các bác chờ tí. Ủa lâu thế, cái này mất mạng mất nhanh nhanh. Chuyển sang 3G với mất mạng là sao? Không thấy, không thấy. Không thấy lên mạng là sao? Buồn cười thế nhỉ? Mạng đâu rồi? Chuyển sang 3G không thấy mạng là sao? Không hiểu, không hiểu. Nhanh lên. Chết bây giờ. Không có mạng các bạn ạ. Chán quá. Lại phải chuyển lại cái LTE xem nào. LTE cái có mạng luôn. Chuyển lại 3G xem nào. Mất 3G à? Chỗ này không có 3G à? Đây, đồng đội thông cảm nhé. Rồi. Hiện tại không có 3G các bạn ạ. Mất mạng. Đó. Nhưng cái FPS thì vẫn đang 59 kìa.
Ôi trời ơi, cái này sao không chuyển về 3G được nhỉ? 3G cái không không có mạng luôn. Thôi bỏ đi nhé. Mình vẫn để 4G thôi. Cái 3G chuyển sang 3G thì nó vẫn cứ mạng bình thường mà không vấn đề gì cả luôn đấy. Máy này mỗi khi chuyển sang 3G mà. Đó, chuyển 4G phát ok luôn. Chuyển 3G không được, làm lại phát nữa xem nào. Không được thì thôi, để 4G đánh thôi. Hình như sắp phá được trụ nó rồi sao ấy. Không được các bạn, thôi để 4G đi. Chán quá. Tính test cái rồi, 4G nhá, ok. Mới gọi đánh tiếp. Nó trụ nó sắp bị đánh rồi, trụ nó sắp bị phá rồi, mình phải đi giữa. Mười mấy phút rồi các bạn, FPS không bị tụt nhé, đánh nhanh nhanh thì còn cho nó xong này, lâu quá. Chỗ nào đây? Đi chỗ nào đi? Ủa đông quá, về thôi. Chết rồi, tầm chậm rồi. Về đó, 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 về đó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Về thôi. Tí chết. Tí chết các bạn. Màu đỏ đây này, hiện viền màu đỏ này, tí chết. Rồi. Tiếp tiếp, à, chơi chơi máu xong. Lên. Có bây giờ ham hố định giết trụ nó tí chết các bạn ạ. Mấy ông kia cũng về rồi. Sắm đuổi theo chúng ta. Mấy cân này. Đuổi đây, ra đây, đuổi đây. Đuổi này, đuổi này con chó ấy. Đuổi này, đuổi này, đuổi này, đuổi này, đuổi này. Mình đang gần nhà về đã. Nó thế là nó chết được các bạn. Chủ của nó bị hạ rồi. Rồi, này quá hết rồi, xin lâu quá. Clip quá là dài luôn. Rồi. Nó thế. Rồi. Đây nhé, mình có cái clan nhé các bạn, thích vào đây chơi thì chơi nhé, clan Kim Sơn 2020 này cũng được mấy người để đó, 4-5 người rồi. Rồi ok, là chơi xong cái một trận này nhé. Trận này tầm mười mấy phút ấy, 15-10 phút sau ấy. Đây thì chơi xong rồi đây các bạn thấy đấy, bây giờ là 24% chơi xong một trận liên quân. Máy không lên nét được các bạn. Cái nét ở đây cơ mà đó. Các bạn có thể thấy này. 24%. Đó, lúc nãy là 30%, vậy là hết 6%. Tầm một trận tầm khoảng gần 20 phút, gần 20 phút đấy. Phải tầm đến 18 phút, 17 18 phút. Rồi, đó ok. Ok, chào các bác nhé. Cái này là con V35 này đã cũ lắm rồi đấy, tầm 2 năm rồi đấy. Pin cũng chưa thay lần nào đâu. Thì vẫn chơi vẫn khá là ổn và cái FPS cũng không bị tụt đâu. Còn cái FPS ấy thì nó không liên quan đến cái tốc độ mạng đâu nhá. Cái tốc độ mạng thì mình thực sự mình cũng không hiểu rõ cho lắm, nhưng mà nó chỉ liên quan đến cấu hình của máy thôi. Và cái tốc độ mạng thì nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Nó chỉ làm kiểu nó load game nó nhanh hơn thôi, chứ cái khung hình thì nó phụ thuộc vào cấu hình của máy. Thì hiện tại là nó vẫn ổn. Đó ok.
Rồi chào các bác.